Chào tất cả các bạn, hôm nay công ty Ino xin giới thiệu các bạn một sản phẩm đo lường nước bằng phương pháp điện từ của Yokogawa với model là ASFA11G. Thiết bị gồm có hai phần là phần đo lưu lượng được kết nối trên đường ống và phần hiển thị và cài đặt của nó. Trong phần hiển thị này, chức năng của nó là gồm đo lưu lượng nước tức thời, đo tổng lưu lượng nước. Bên cạnh đó, thiết bị này còn tích hợp các ngõ ra như là 420mA analog, ngõ ra alarm, ngõ ra xung. Bên cạnh đó, thiết bị này còn kết nối các chuẩn như là chuẩn Rofibus, BA hoặc là chuẩn A. Sau đây tôi xin trình bày phương pháp kết nối cho bộ hiển thị Yokogawa đo lượng nước. Gồm có hai phần là phần kết nối nguồn nuôi bộ hiển thị. Chúng ta xài nguồn 220, tần số 50 Hz. Đây là chân tiếp đất dùng để bảo vệ thiết bị chống rò rỉ. Và đây là các ngõ ra output cho bộ hiển thị. Bên này là ngõ vào input cho bộ hiển thị, dùng để kết nối giữa thiết bị đo lưu lượng để chuyển các tín hiệu về bộ hiển thị, ngầm hiển thị và điều chỉnh cho thiết bị. Sau đây tôi xin trình bày phương pháp điều chỉnh và cài đặt các thông số trên thiết bị đo lường nước Yokogawa bằng phương pháp điện từ. Ta giữ chặt phím set trong vòng 2 giây sẽ xuất hiện có phím shift và cây, sau đó ta giữ shift và cây sẽ lên Z hoặc No, chúng ta chọn Z. Sau đó chúng ta bấm set để vào cài đặt. Trong thư mục này thì chúng ta sẽ chọn AC Setup. Đây là chương trình cài đặt cơ bản cho thiết bị đo lưu lượng nước này. Chúng ta chọn Set. Trong thư mục AC Setup thì có các mục chúng ta cần quan tâm và để ý đến, như là thư mục Language là thư mục cài đặt ngôn ngữ cho thiết bị. Chúng ta cài tiếng Anh. Chúng ta chọn Set để cài đặt ngôn ngữ là tiếng Anh. Bên cạnh đó chúng ta cần lưu ý đến giá trị là thể tích, đại lượng đo thể tích. Chúng ta chọn là lít, cũng y như là bên cài đặt cho ngôn ngữ, chúng ta chọn Set. Sau đó chúng ta chọn đại lượng thời gian để thể hiện giá trị đo lưu lượng dòng nước chảy qua. Trong này tôi chọn là giây và vẫn bấm Set. Để trở về thư mục ban đầu, thư mục gốc, chúng ta bấm tổ hợp phím Set và Shift sẽ thoát về thư mục chính, trở về màn hình hiển thị.